Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ hôm qua đến sáng nay trên địa bàn thành phố xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa đo được thời điểm 6 giờ sáng tại quận Hà Đông lên tới gần 300mm, ở quận Hoàng Mai là trên 260mm và một số quận khác là trên 200mm, gây ngập úng nghiêm trọng cho một số tuyến phố. Độ sâu phổ biến là từ 15 đến 30cm, có nơi ngập sâu hơn với độ sâu là từ 30 đến 50cm, ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông của thủ đô trong giờ cao điểm sáng. Do có mưa nên thời tiết dịu mát, ngày có nắng nhẹ đan xen, nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là từ 28 đến 30 độ. Tối và đêm nay mưa lớn có xu hướng giảm, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ là từ 26 đến 28 độ. Sang ngày mai, khu vực Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa dông nhưng tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm với lượng mưa là từ 5 đến 20mm. Ban ngày có lúc có mưa, đan xen với những khoảng nắng, nên nhiệt độ tăng khoảng 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay, lên mức là từ 27 đến 32 độ và độ ẩm là từ 70 đến 96%. Dự báo trong 3 ngày tới, mưa dông giảm dần. Đến cuối tuần, khu vực Hà Nội mưa tạnh, trời có nắng. Nhiệt độ tiếp tục tăng thêm 2 đến 3 độ, lên mức cao nhất trong ngày là 34 độ. Và thấp nhất trong ngày, dao động là từ 27 đến 28 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3, nên mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội sẽ lên dần và đạt tới mức là 6,1 mét dưới báo động 1 vào sáng mai. Sau đó, mực nước tại trạm Hà Nội sẽ phụ thuộc vào lũ thượng nguồn và vận hành xả của các hồ chứa thủy điện. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Ở khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với nhiệt độ là từ 26 đến 31 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, nhiệt độ là từ 26 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ là từ 27 đến 32 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6 giờ 30 phút sáng mai.